하이펜서 스튜디오. 잡 phim, một buổi sáng của cả nhà bút. Xin chào tất cả các bạn, lớp vẽ bút chì tụi mình quay trở lại rồi đây. Hôm nay tụi mình sẽ thực hiện chủ đề mà có rất nhiều bạn đã gửi về cho tụi mình. Đó chính là các bạn muốn biết một buổi sáng cuối tuần của tụi mình sẽ diễn ra như thế nào? Thì hôm nay tụi mình đã nhờ chị họa sĩ vẽ lại khung cảnh một buổi sáng của gia đình chúng mình cho các bạn xem rồi đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Đầu tiên là anh Đỏ nha. Chúng ta vẽ hai hình bầu dục đối nhau để tạo thành mái tóc hai má cho anh Đỏ. Anh Đỏ đang làm gì mà mặt quyết tâm vậy nhỉ? Anh Đỏ có thân to và hơi bo tròn ở phần chân nha. Anh Đỏ đang tập thể dục đó các bạn ơi. Tiếp theo là em Vàng nè. Em Vàng với mái tóc xoăn hai bên. Chắc nhiều bạn đang thắc mắc em Vàng đang làm gì mà lại nằm thế kia đúng không nào? Thật ra là em Vàng đang tập yoga. Ở phía dưới còn có tấm thảm tập nữa đó. Anh Bút Chì với đầu nhọn quen thuộc nè. Buổi sáng anh Bút Chì hay đọc báo. Chúng ta sẽ vẽ thêm cho anh một bộ ấm pha trà nha. Bộ bàn ghế ở phòng khách của tụi mình thì có hình tròn. Ghế sofa thì có một ghế dài và một ghế nhỏ. Trên ghế còn có vài chiếc gối để tựa lưng nữa đó. Cuối cùng là anh Xanh. Anh Xanh trên đầu còn đeo bịt mắt để ngủ. Trên tay còn ôm một chiếc gối nữa kìa các bạn ơi. Xung quanh nhà thì chị họa sĩ vẽ rất nhiều tranh để trang trí luôn. Bây giờ chúng ta sẽ trang trí thêm những chi tiết xung quanh nha các bạn. Cuối cùng là kệ sách của tụi mình nè. Vì anh Bút Chì thích đọc sách nên nhà tụi mình có rất nhiều sách luôn. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong một phần của bức tranh rồi. Vẫn còn thiếu một phần rất quan trọng, đó chính là màu sắc. Chúng ta cùng đi tô màu thôi. Tóc em Vàng thì sẽ tô màu đỏ. Mặt và tay của em Vàng thì sẽ tô màu vàng nha. Áo em Vàng có màu gì các bạn có còn nhớ không? Đó chính là màu đen với những chấm đỏ trước ngực áo. Tóc anh Đỏ thì sẽ có màu cam nè. Mặt và tay anh Đỏ thì có màu đen. Áo anh Đỏ thì có màu đỏ cho phần áo và màu tím cho cà vạt nha các bạn.
Còn cách tô anh bút chì thì sao nào? Ai còn nhớ thì hãy comment bên dưới để diễn tả lại cho tụi mình biết với nha. Tờ báo ở trên tay anh bút chì thì mình sẽ cùng tô màu xám luôn. Nhân vật cuối cùng sẽ là anh xanh. Anh xanh với mái tóc màu da rất là đẹp luôn đó. Mặt và tay anh xanh thì chúng ta sẽ tô màu xanh. Còn gối của anh xanh thì mình sẽ tô màu đỏ và màu vàng xen kẽ lẫn nhau. Bịt mắt của anh xanh thì các bạn có thể tô màu nào cũng được. Áo anh xanh thì chúng ta sẽ tô một màu đen nè. Thảm tập yoga của em vàng thì tụi mình sẽ tô màu tím. Giờ thì tụi mình sẽ trang trí cho phần gối tựa trên ghế sofa. Tụi mình trang trí tiếp cho đèn chùm và khung tranh thôi nào. Ấm trà và thảm chân tụi mình sẽ chọn màu vàng. Bây giờ tụi mình sẽ tô màu cho ghế sofa thôi. Tụi mình chọn màu hồng nè. Các bạn nhớ tô cẩn thận đừng để bị lem ra ngoài đó nha. Kệ sách và tủ thì tụi mình cũng chọn màu hồng luôn. Bàn thì màu xanh cho tươi sáng. Còn bây giờ, tụi mình sẽ trang trí cho tranh treo tường và sách ở trong nhà. Các bạn có thể chọn màu nào mà các bạn thích. Cuối cùng, tụi mình sẽ trang trí cho cây cối và sàn nhà. Cây thì tất nhiên phải là màu xanh rồi đúng không nào? Còn sàn nhà của tụi mình thì được làm bằng gỗ nên có màu nâu nè. Và có những đường cắt nhau nữa. Tường nhà của tụi mình thì có màu nâu nhạt nha các bạn. Vậy là tụi mình đã hoàn thành xong bức tranh về một buổi sáng của cả nhà bút rồi. Các bạn thấy một buổi sáng của tụi mình như thế nào? À, các bạn cũng hãy comment kể cho tụi mình biết không khí một buổi sáng cuối tuần của các bạn sẽ có những hoạt động gì nữa nhé. Có giống với tụi mình hay không? Và các bạn còn muốn tụi mình thực hiện thêm những chủ đề gì thì hãy cùng comment bên dưới nha. Điều quan trọng là hãy nhớ subscribe kênh Hai Pencil Studio của tụi mình để có thể xem thêm những tập phim vô cùng hấp dẫn sắp tới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.